미친놈. Tô Ma Lạc xuất thân từ một gia đình Mông Cổ nghèo khó trên đại thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm vào những năm 1612. Tên thật là Tô Mạc Nhi hay Tô Mạc Nhĩ, theo tiếng Mông Cổ có nghĩa là cái túi làm bằng lông thú. Đến cuối thời vua Thuận Trị, đầu thời Khang Hy, đây là vị vua luôn được coi là lý tưởng của Nho giáo, nhưng những chứng minh gần đây cho thấy ông là người vô cùng háo sắc. Tô Mạc Nhi đổi sang tên Mạng Thanh là Tô Ma Lạc, có nghĩa là túi tiền vừa. Tô Ma Lạc sinh ra vốn đã thông minh xinh đẹp, vì vậy mà quản gia Phủ Bố Lạc Bát Nhĩ Tề Các Đặc Bố chọn bà để làm thị nữ, theo hầu Nhĩ Cách Cách một bố thái. Người sau này đã trở thành Hiếu Trang Thái Hậu, nổi danh trong lịch sử nhà Thanh. Với sự thông minh vốn có, cùng sự hiếu học gây ấn tượng của mình, Tô Ma Lạc đã thông thạo cả tiếng Hán lẫn tiếng Mãn chỉ trong vỏn vẹn vài tháng. Bà còn có khả năng viết chữ Mãn đẹp y như bản mẫu. Thế nên Hiếu Trang Thái Hậu giao phó cho bà là người đầu tiên dạy chữ Mãn cho cháu nội Khang Hy của mình. Bản thân Hoàng đế Khang Hy sau này cũng đã thừa nhận mình viết được chữ đẹp như vậy là nhờ công dạy dỗ của Tô Ma Lạc. Không những thông minh, Tô Ma Lạc còn có nhiều tài năng thiên bẩm khác như may vá. Nhờ khả năng may vá khéo léo, bà đã tạo ra những bộ trang phục tỉ mỉ mà ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Thậm chí các bộ lễ phục của Hoàng thất nhà Thanh sau này đều được làm dựa trên hình mẫu và thiết kế gốc của Tô Ma Lạc. Dù chỉ là một cung nữ xuất thân nghèo hèn, nhưng Hiếu Trang Thái Hậu vẫn bỏ qua ngôi vị tôi tớ để coi bà như chị em ruột thịt. Mối tâm giao kéo dài đến 60 năm và trong suốt thời gian này họ không rời nhau dù chỉ nửa bước. Nhất là khi vị vua sáng lập nên nhà Thanh, Hoàng Thái Cực, Băng Hà. Lúc này Hiếu Trang Thái Hậu đã phải ở quá khi mới ở tuổi 31. Thương cho nỗi mất mát quá lớn, Tô Ma Lạc đã quyết định cả đời không lấy chồng để ở lại cung hầu hạ, chăm sóc cho chủ nhân. Trong hoàng cung, địa vị của Tô Ma Lạc đặc biệt đến mức Hiếu Trang Thái Hậu gọi bà là Cách Cách, một danh xưng dành cho các cô gái có địa vị cao trong hoàng thất. Khang Hy Hoàng đế thậm chí còn gọi bà là Ngạch Nương, có nghĩa là mẹ theo tiếng Mãn. Các hoàng tử công chúa, con của Khang Hy thì gọi bà là bà nội. Khi Khang Hy lên ngôi vua, Hiếu Trang Thái Hậu từng có lần ngỏ ý muốn thăng cấp, nâng cao địa vị cho Tô Ma Lạc, nhưng bà cũng chỉ từ chối vì chỉ muốn làm cung nữ, đi theo hầu hạ Thái Hậu. Tô Ma Lạc dù có được sủng ái nhưng chưa một lần tỏ ra kiêu ngạo hay tham quyền, điều này càng làm bà được hoàng cung kính nể nhiều hơn. Sự kiện có thể nói gây chấn động cho cuộc đời Tô Ma Lạc là khi Hiếu Trang Thái Hậu qua đời vào năm Khang Hy Hoàng đế được 26 tuổi, 1687. Khi đó, Tô Ma Lạc đã hơn 70 và dành gần 60 năm gắn bó đi theo hầu hạ chủ nhân. Sự kiện xảy ra quá đau buồn cho Tô Ma Lạc khiến bà đổ bệnh, thậm chí không thể tự ăn uống. Vì lo lắng cho Tô Ma Lạc cô, Khang Hy ngày ấy đã bỏ qua những phép tắc thông thường trong cung, chỉ cho phép những ai cấp bậc từ tần trở lên mới được nuôi dưỡng hoàng tử. Giao thập nhị A Ca Dận Đào, con trai của Định Phi cho Tô Ma Lạc nuôi nấng, dạy dỗ. Nhờ đứa trẻ này cùng với tấm lòng của Hoàng đế Khang Hy mà Tô Ma Lạc mới có thể vượt qua sự suy sụp, có thêm động lực sống và dành hết tâm huyết của mình để nuôi nấng, chăm sóc cho hoàng tử, cống hiến cho hoàng tộc. Lớn lên trong sự nuôi dạy của Tô Ma Lạc cô, hoàng tử Dận Đào vô cùng khỏe mạnh, lanh lợi và phóng khoáng hơn các anh em của mình rất nhiều. Khi trưởng thành, ông trở thành một trong những hoàng tử được Khang Hy hoàng đế trọng dụng nhất vì sự thông minh và tầm nhìn rộng. Trong khi các hoàng tử khác bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngôi báu, thì Dận Đào lại đứng ở vị trí trung lập, cũng không hề kết bè đảng với bất kỳ hoàng tử nào. Ông cũng là người sống thọ nhất trong số 35 hoàng tử của Khang Hy khi sống đến 79 tuổi. Ở Tô Ma Lạc có những điều khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng tò mò thắc mắc. Đầu tiên là bà không hề tắm rửa dù chỉ một lần trong suốt cuộc đời mình. Người ta chỉ thấy duy nhất đến đêm giao thừa bà mới dùng một ít nước để lau rửa thân thể, sau đó sẽ uống sạch hết chỗ nước bẩn ấy. Thứ hai là bà chưa bao giờ dùng đến một loại thuốc nào dù là lúc lâm bệnh nặng. Không ai hiểu lý do vì sao bà lại giữ những thói quen này trong suốt thời gian qua. Dù vậy nhưng Tô Ma Lạc vẫn thọ đến hơn 90 tuổi.
Năm Khang Hy hoàng đế 44 tuổi, 1705, Tô Ma Lạc Cô bỗng lâm bệnh nặng, không thể ăn uống và đi tiểu ra máu. Sau cùng bà qua đời, Khang Hy khi đó đang đi tuần thì nhận được tin, liền viết thư cho các hoàng tử, dặn dò giữ bà thêm 7 ngày nữa mới được nhập liệm để hoàng đế về được gặp mặt Ngạch Nương lần cuối. Khang Hy đã tự mình lo tang lễ cho Tô Ma Lạc, thậm chí để tang xây lăng mộ cho bà như một lời báo đáp ân tình dạy dỗ và sự cống hiến của bà cho triều nhà Thanh. Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, vua để tang cho một cung nữ. Trong hoàng cung, không chỉ hoàng đế mà mọi người ai cũng đều tiếc thương cho sự ra đi của bà. Sau tang lễ, linh cữu của Tô Ma Lạc cũng được Khang Hy đặc biệt chôn cất gần bên linh cữu của Hiếu Trang Thái Hậu tại điện Tạm An Phụng. Cho đến khi Ung Chính lên ngôi, ông quyết định sửa điện Tam An Phụng thành Chiêu Tây Lăng, xây lăng mộ cho Hiếu Trang Thái Hậu và cả cho Tô Ma Lạc Cô ngay cạnh đó và mất gần 5 tháng mới hoàn thành. Theo chiều dài lịch sử, lăng mộ của Tô Ma Lạc cũng phần nào bị ảnh hưởng. Dù vậy, phần lăng mộ còn tồn tại của bà vẫn được giữ nguyên cho đến tận ngày hôm nay và là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch ở Trung Quốc đến ghé thăm, tưởng nhớ về nàng cung nữ đặc biệt nhất trong lịch sử Trung Hoa. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.